Thưa quý vị, trong những ngày dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì oxy được xem là tài sản quý giá nhất để cứu nhiều người thoát khỏi tử thần. Tuy nhiên, vẫn có kẻ lợi dụng sơ hở chủ quan của những trạm oxy không đồng để đánh cắp bình oxy, khiến cho người dân không khỏi bức xúc. Câu chuyện dưới đây là một lời cảnh báo dành cho những người đang làm thiện nguyện, cần cảnh giác cao độ trước sự táo tợn, mất hết nhân tính của các băng nhóm đạo chết hiện nay. Nằm trong con hẻm 714 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tập kết vận chuyển các bình oxy không đồng của một nhóm thiện nguyện. Rạng sáng ngày 22 tháng 12, tại đây, 7 bình oxy đã bị một nhóm đối tượng trộm đi. Là người trực tiếp quản lý, anh Phạm Thanh Bình không khỏi bức xúc dù sự việc đã xảy ra được vài ngày. Một bình bán trực tiếp lận, bình oxy hai người bình thường mà yếu á, không thể nào bưng nổi đâu. Người mới khỏe mạnh mới bưng được. Thì tại sao họ không chọn mấy bình ga hay là quạt hay là xe đạp hay là có một tủ lạnh gì đó, họ lại lấy oxy, nên mình bức xúc, rất là cực kỳ bức xúc luôn. Cụ thể, camera an ninh tại hiện trường xảy ra vụ việc cho thấy, vào lúc 3 giờ sáng, một người phụ nữ đi trên chiếc xe đạp, cầm theo đèn pin, liên tục nhòm ngó vào căn nhà chứa bình oxy y tế. Sau một hồi người này dò la, có thêm hai người đàn ông đi trên xe ba gác và một người đi xe gắn máy chạy đến, mở khóa cửa đi vào trong. Bình tĩnh vác 7 chiếc bình oxy y tế đi ra, chất lên xe rồi tẩu thoát. Mình nghĩ đây là một nhóm chuyên nghiệp đó. Tại vì cũng có xe rồi, cũng có xe ba gác là họ chúng nó chuẩn bị sẵn hết rồi. Và với lại là chúng chỉ lấy bình oxy thôi. Nếu mà chúng lấy đồ dùng bếp á, mình sẽ nghĩ là trộm giặt. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Với mỗi bình oxy là một hơi thở, một cuộc đời được giữ lại. Vì thế, rất mong các cơ quan sớm tìm ra thủ phạm để hoàn lại số bình oxy giúp người, giúp đời. Tình hình buôn lậu thuốc lá những ngày cận Tết tại khu vực các tỉnh miền Tây đang diễn biến phức tạp và gia tăng. Đây là nhận định từ các cơ quan chống buôn lậu và một kế hoạch chi tiết về tăng cường kiểm tra, kiểm soát thuốc lá lậu trên các địa bàn đã được kích hoạt thực hiện trước, trong và sau Tết. Đơn cử là mới đây, Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa bắt quả tang 3 xe ô tô vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 4.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu. 3 xe ô tô con mang biển kiểm soát 67A17906 do tài xế Lê Thanh Vân, sinh năm 1991, ngụ tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển. Xe ô tô mang biển kiểm soát 51A76129 do tài xế Thạch Thanh Hiếu, sinh năm 1992, ngụ tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu điều khiển. Và ô tô mang biển kiểm soát 51A31754 do tài xế Dương Văn Cường, sinh năm 1984, ngụ tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang điều khiển. Hiện Công an quận Ninh Kiều đang tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng nêu trên.